Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Thành Danh. Năm nay em được 27 tuổi. Hiện em đang ở Bình Dương. Và em là giáo viên của trường tiểu học ở dưới Bình Dương luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Kim Cương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang học sư phạm ngành tiểu học. Và hiện tại thì em đang làm việc kiếm thêm thôi. Em làm ở Bình Dương. Ở Bình Dương luôn? Dạ. Rồi, học ở đâu? Dạ, em học ở Đại học Sư phạm Phố Hồ Chí Minh. Em học hệ giờ học vừa làm. Nên là em chỉ học có thứ bảy chủ nhật mà em học ở dưới Thủ Đức thôi. Thuận lợi rồi ha. Bình Dương với Bình Dương gặp nhau dễ lắm á. Bây giờ bạn gái, đầu tiên tôi sẽ hỏi bạn là bạn muốn đi tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó phải mắt hai mí, lỗ mũi cao, có công việc ổn định. Người em muốn kiếm là phải sinh năm 86, 89. Trời đất ơi, có ra cao tuổi luôn. Nói đi, nói đi bạn. Bạn nói sinh nhiêu? 89 bạn ơi. Được không? Tại sao phải 86, 89? Má tội mắt con mí vậy. Bạn bè em như là tuổi lập gia đình cũng tuổi đó hợp. Bằng thí dụ như em, có người nào yêu em hết sức mình luôn, chiều chuộng hết sức mình luôn, lệch ra một tuổi mà sao? Nó không phải 86, 89 rồi sao? Thì em cũng không chịu. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Dạ, nhà không chịu luôn chứ không phải là em. Dạ. Nhà có đưa ra cái tiêu chí gì nữa không ngoài cái tuổi đó ra? Nhiều khi hợp có cái tuổi à, còn nhiêu là trật lất hết trơn. Tính cách thì phải điềm đạm, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Tiêu chí của bạn đưa ra thế nào? Nói luôn. Người con gái cũng bình thường thôi, miễn là hồng xăm là được, nhìn được là ok. Gì? Không xăm. Không xăm. Mình dán được không bạn? Được, dán thoải mái bạn ơi, dán đầu dán à. Dán chi vậy? Dạ tại vì em có cái hẹo lớn với chân xấu quá nên em dán cho đẹp. Bấm mặt kỳ nó ra hả? Dạ. Ừ, cái gì bạn trai kỳ giùm cho. Rồi, có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Mình giới thiệu cho bạn. Dạ thì khuyết điểm của em á là làm cái gì cũng được, nhưng mà hơi bị chậm do em kỹ lắm, hơi cầu toàn á. Ưu điểm của em thì hít hát, hít múa, đi du lịch, coi phim. Thích lắm hả? Dạ. Thích thì hát rồi. Mình thích thì mình làm thôi. Trời mưa rơi mưa rơi, mưa nhẹ rơi trên vai em. Mưa nhẹ rơi ướt lối đường về. Nhìn anh đang băn khoăn, em thầm mong mưa thôi rơi. Nhưng lòng em cầu mong mưa vẫn rơi. Để được bên anh hai người, để được gần anh tay trong tay với anh hoài. Để sát bên anh, để nói yêu anh trẻ ngốc ơi. Dễ thương quá trời luôn. Nghe thấy sao? Hát ok. Em có hát được không? Đáp từ luôn. Cài hát thì em chịu rồi. Anh dạ, có chơi được môn thể thao nào không anh? Thích chơi game thôi bạn ơi. Chơi gì? Còn môn nào thì cũng biết. Nói chung là mình dạy về bên thể dục á, là môn nào mình cũng biết hết á. Nhưng mà mình thích về game thôi. Game hay game? Game hay game? Tập... game. Tập game á hả? Tập tạ hả? Yes. Trời ơi, bên đây nghe thích chơi game. Hết hồn, hết vía. Được, chuẩn bị chút xíu hít đất 50 cái nha cưng. Bên này có ưu khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là nóng tánh, hay quên lắm, chỉ nhớ kém. Ưu điểm? Cũng biết nấu sơ sơ vài món ăn. Trứng chiên luộc của nó em. Dạ. Cô giáo tương lai, mình có dạ, bao nhiêu mối tình rồi? Em quen nhiều lắm chị. Em có 3 mối tình là 3 giai đoạn. Giai đoạn nhỏ là khoảng lớp 5. Thôi thôi, bỏ đi. Cuối đi, giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thì là năm 19 tuổi. Là em quen anh đó cũng được 5 năm. Cũng suy nghĩ là tính tới hôn nhân. Nhưng mà sau khoảng thời gian tìm hiểu nhau lâu quá thì tính cách mỗi người nó càng ngày càng đi xa quá chị. Đi xa quá nên là đi luôn. Em cũng không thích con trai mà gọi là gia trưởng hay là có tính đàn bà. Thì anh đó là dính hết những cái đó luôn. Ủa đàn bà là sao em? Tức là được, chi ly chắc tính toán với mình á. Em hay quên đó nên là em làm rồi em nói rồi xong quên mất tiêu. Đây nè, anh bên đây vậy đó, anh mới nói anh hay quên nữa nè, rồi sao? Rồi vậy đó, hai người hẹn nhau quên trường. Bạn chia sẻ một chút tình trường của bạn đi. Từ nhỏ lớn lên em có 4 mối tình. Mối tình dài nhất là quen được 3 năm. Thôi lúc... vô mối tình cuối đi. Dạ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Người sao chia tay? Lấy chồng rồi ha. Dạ. Em ít quan tâm quá, em tin tưởng người đó quá. Thì nhà em ở nhà bạn gái có chừng 5 cây số à. Tại em mới phân ra là một tuần mình gặp chừng 2 lần đến 3 lần. Điện thoại thì vẫn nói. Em tin quá, hóa ra là người ta quen người khác.
Em là không bao giờ là em đụng tới điện thoại là cứ thứ gì của bạn nữ cả. Phải có tôn trọng. Tôn trọng nhưng mà tại vì em phân công đó. Trong tuần gặp phân công gặp 2 lần 3 lần đó. Tình yêu làm gì có chuyện phân công. Có yêu thích nhớ là gặp, tới nhớ là gặp. Phải rút kinh nghiệm ở đó nha bạn trai. Dạ. Bây giờ cả hai có đặt ra cái mẫu, cái chuẩn, cái người lý tưởng mình muốn tìm là như thế nào không? Bạn gái nói trước. Em muốn anh đó phải cao cỡ mét 6. Lầm trở lên. Rồi, bên đó cao bao nhiêu bạn? Hơn. Dạ. Em có 1m61 à, 60 à. Thấy bạn cao lắm mà. Dạ hết à. Thì ra lưng dài. Rồi, cái gì nữa bạn? Anh đó phải biết quan tâm tới em chút, không phải là chia buổi như vậy mà ví dụ như là lúc nào em cần thì nên sắp xếp để đến với bên em. Cái hình dáng có thể giống đúng ai không? Người lý tưởng với lại dạ giống anh Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu hả? Bây giờ có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nhậu nhẹt nhiều với hút thuốc, em cũng thích hút thuốc. Dạ. Lại có bụng bia em không có hết. Bụng này không có bia à? Đâu mắt này cũng 2 mí mà. 2 mí lúc mà lúc nhướng lên thôi. Có thuốc nhậu nhạt gì không bạn? Nhậu thì không có mà thuốc thì đang cai được tháng mấy 2 tháng nay. Còn em thì em có đặt ra cái chuẩn bạn gái lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ nhìn được là ok. Rồi bây giờ nhớ cái vụ nãy bên đây bạn trai gái yêu cầu hít đất á, tập gym mà. Mọi người đếm phụ ảnh đi. 1, 2, 3 này hít đàng hoàng, không có ăn gian. 6, 7 áo hơi chật, body hơi ôm. 10, 1, 2, 3 hít đất vào cái mặt nghiêng bên ngộ ha. 6, 7, 3 lực không à, được. Thôi cho nửa đoạn đường được rồi. Rồi, được rồi. Quá dữ, quá dữ. Khỏe re, mặt không biến sắc mà hít là... gì vậy? Mặt gì vậy? Thay, thay đổi. Ủa gì vậy? Mặt có nước tím điểm luôn à, chứ không có thay đổi. Trời ơi, đàn trai khỏe, chào em. Chào anh. Dễ thương quá. Em định chừng nào mình cưới được? Chắc cũng phải 2 năm hơn. Năm sau ra trường làm luôn được rồi. Vậy để coi tình hình sao đó. Bây giờ thí dụ như làm dâu được không? Dạ, em không thích làm dâu. Không thích làm dạ, dâu? Dạ, em muốn có một cái ngôi nhà riêng của hai đứa. Em thích sinh trai hay gái? Dạ, trai gái vậy em cũng thích hết. Để dạ. Hỏi em. Thứ nhất á, cô không thích làm dâu. Tại vì nhà em có mình em là Út à. Hai chị lấy chồng và đang ở với ba mẹ. Giờ phải làm dâu. Ở thời gian nhưng mà cảm thấy anh thuyết phục anh đi. Thuyết phục anh như không anh muốn ở làm dâu đó. Nói chung là ở đây là Út nên cũng về nhà, nhưng mà làm mà nếu hai người mà dư ra thì cũng có thể là làm xây nhà riêng được cho mình. Còn trai gái thì đều con mình hết, nó không có quan trọng về cái điều đó. Đúng rồi. Ở nhà thì chừng thứ hai đi, 2, 3, 4 năm thôi. Thứ 6, thứ 7, nhật có thể về nhà gái ở được mà. Chia qua sẽ lại. Được không em? Đều, ha. Dạ. Được không? Dạ, em muốn biết ý kiến của người thân của em á. Nay em đi với ai? Dạ, em đi với anh chị hai của em. Với những người bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường. Anh này là anh chào hay là rể? Em là anh rể của rể. Kim Cương. Anh dạ. Thấy được không anh? Sắc đẹp của em trai bên đây thì anh không có dám nhận xét. Đó chút em mở ra nó mới hấp dẫn. Còn hồi nãy bạn bên đây có nói là bạn nóng tính, bạn hay quên. Nhưng mà theo anh nghĩ là bạn vô tâm thì đúng hơn. Thì cái đó đôi lúc nó cũng là cái bệnh chung của đàn ông mình thôi. Cái này cũng có thể là mình cải thiện được. Rồi, dạ. Cái quan trọng là khi mà em hai đứa mở cái màn này lên, dạ. Gặp cái thứ nhất là phải hợp nhãn, cái thứ hai là phải hợp về cái gu, về thời trang, về ẩm thực hay là về du lịch. Còn cái thứ ba là cái là quan trọng nhất, đó là phải hợp về cái quan niệm sống của nhau. Anh cũng chúc cho hai đứa khi mà mở cái màn này ra cảm thấy là thích nhau rồi từ đó bấm nút ha. Cái vụ làm dâu làm rể gì đó thì về phía gia đình anh chị có ý kiến gì không? Cái này em nghĩ là để cho chị của Kim Cương rồi, nói thì rồi, đó chị là đúng hơn. Kim Cương thì em nghĩ là Kim Cương nó làm được. Kim Cương nó thích xây nhà riêng á, thì mình có thể xây nhà gần ba mẹ của bên bạn trai cũng được nếu mà mình có điều kiện. Nhưng mà cho chị hỏi coi em ở Bình Dương nhưng mà ở huyện nào? Dạ em ở Bầu Bàng chị. Là cũng xa. Tại vì Kim Cương hiện ở bên Dĩ An. Cỡ 20 cây á. Đi cũng quan trọng đó chị, yêu nhau là tới yêu đâu nhau cũng đi hết. Dạ. Thế đề nghị đó được không? Nếu mà sau này thì mấy ấm riêng thì chắc là sẽ có. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai đứa em. Hai đứa em họ? Đâu? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em thấy chị dâu tương lai bên đó được. Dạ, chị cũng dễ thương, cũng lanh, chị nói chuyện lanh lắm. Ý mình thích chị dâu vậy không? Dạ,
cũng được. Cũng được. Dễ quá vậy. Kéo màn lên để xem hai bạn thử thế nào. Ẩm thực, thời trang, du lịch, cuộc sống. Chào bạn. Dạ. Thích đất em. Đất thêm 25 cái nữa nổi không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn nhé. Mình nói lên cảm nhận của người đối diện mình như thế nào. Bạn gái nhìn dễ thương. Nếu mà em ở xa vậy thì anh sắp xếp thời gian như thế nào? Tuần làm có 3 bữa thôi. Thứ 6 đến thứ 2 là những ngày nghỉ. Là những ngày đó lên được. Coi như tuần làm có 3 ngày thôi hả? Dạ. 3 ngày làm cơ quan, 4 ngày kia phải làm gì thêm? Ừ. Có tính không? Dạ có. Theo anh là anh muốn bao lâu mới lấy vợ? Nếu mà trong năm sau bạn nữ ok là anh ok. Ủa ok là lấy gì anh cưới? Mẹ lo hả? Hồi xưa em cũng để dành tiền thôi. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm với nhau rồi mới quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Con gái này nhìn rất là dễ thương. Thì tánh em thì con gái dễ thương chẳng trò là ok. Em thấy thì nhìn tổng thể thì cũng được được. Hai chữ được. Rồi thôi, chúng ta hết thời gian các bạn. Nào, để tay vào nút mời bấm. Mời các bạn đặt tay lên nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. 1 2 2 3 Hết thời gian. Như vậy là bạn gái không bấm nút. Chắc như mình chắc cũng chưa tới. Trái tim chưa có rung động. Dạ. Nếu mà không có quen thì làm bạn uống cà phê thì mấy chuyện đó là rất là bình thường. Đúng rồi. Là đàn ông mình phải tạo một sự tin tưởng cho người đối diện. Cố gắng một năm, năm nữa phải chuẩn bị thật tốt cho cái cuộc hôn nhân sắp tới. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây. Quà tặng dành cho hai bạn là bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình nhé.